Vâng, tôi đang có mặt tại nhà cụ Nhung ở tại cụ Tăng ở tại tổ 1 phường Long Tiến, thành phố Tuyên Quang này. Chúng tôi vừa chính thức là mấy con này là chào rồi, thân ái chào thế giới rồi. Chào thế giới chết rồi. Ba con kia chết rồi bọn. Vẫn quay à? Vâng, về thôi để bố mẹ nó con đi chơi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 2 tháng 5 năm 2020. Vâng, tôi đang có mặt tại nhà cụ Nhung ở tại cụ Tăng ở tại tổ 1 phường Long Tiến, thành phố Tuyên Quang này. Chúng tôi vừa bàn giao gia đình một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và một chiếc đồng hồ quý trộm. Đây là về gia đình đang ngày nghỉ lễ 30/4/1/5, gia đình rất là đông đủ, đang có quần đây thì mình cái bàn giao cho gia đình. Đây là cái không gian phòng khách của nhà Nhung tại thành phố Tuyên Quang. Cụ Nhung Thăng. Đây là chiếc sập và gỗ hương 1m8 x 2m, cổ liền chân 22. Chất liệu gỗ hương, đây quý vị thấy gần gỗ tự nhiên này, rất là đẹp. Chúng tôi vừa hoàn thiện sơ mi gu cũng như là bàn giao rồi. Ngoài ra bên trong này có một chiếc đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ hương đá. Rồi tại ánh sáng là buổi chiều tối thôi. Sập này có kích thước 1m8 x 2m và cổ liền, hoàn thiện BU, vân vũ hoàn toàn tự nhiên nhé. Mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình nhà bác đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của chúng tôi.